Mẹ mẹ, mẹ nhìn cái cầu kìa. Sao người ta kêu là cầu trời đánh vậy mẹ? Thì hồi đó có ông đi trên cây cầu ở sông, ông bị trời đánh đèn thui ông chết, cái người ta kêu là cầu trời đánh. Vậy sao người ta kêu là cầu lạc quần được mẹ? Hồi đó có ông đi tắm đó, cái ông bị mất cái quần, cái ông đi kiếm ngang cây cầu, cái ông tém xong chết, cái kêu là cầu lạc quần. Vậy còn cầu Tăng Ký là cầu sao mẹ? Hồi đó có con nhỏ đó, nó ăn nhiều quá cái nó mập lên ngang cây cầu, cầu chịu không nổi, nặng quá sập cây cầu té xong chết, kêu là cầu Tăng Ký. Vậy còn cây cầu